Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 được sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 2 gồm 18 cuốn ở 9 môn học và hoạt động giáo dục, trong đó âm nhạc, giáo dục thể chất có 1 đầu sách, tiếng Anh có 4 đầu sách, các môn học còn lại mỗi môn 2 đầu sách. Về sách giáo khoa lớp 6, Hưng Yên phê duyệt 22 cuốn cho 12 môn học. Ngoài các môn giáo dục thể chất, giáo dục công dân, mỹ thuật có 1 đầu sách, tiếng Anh có 3 đầu sách, các môn còn lại mỗi môn 2 đầu sách. Đây là những đầu sách được hội đồng chọn sách từ môn học bỏ phiếu kín lựa chọn. Căn cứ vào danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh sẽ lựa chọn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học, sử dụng chính thức cho trường mình, thông báo cho phụ huynh biết và mua cho con.